Ở Cúc còn nhớ hồi cấp 1 có một câu chuyện khi đi ngang qua một lớp học chứng kiến một cô giáo kể về thời kỳ Hùng Vương. Cô đang rất say sưa kể chuyện và cả lớp thì đang chú ý lắng nghe. Và cô lại tiếp tục kể chuyện và cô phát lên một câu nói noa 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 noa. Và cả lớp cười vỡ bụng bởi vì khi mà cô nói về việc tiếng quân lính đi phát âm thanh ra. Và việc cô giáo nói không chuẩn LL thì các bạn thấy hậu quả như thế nào đó. Và Cúc còn nhớ câu chuyện thứ hai, đó là có một anh chàng, anh ấy về quê người yêu thăm. Và khi đến đầu làng thì anh gọi rất là lớn, đó là làng ơi, làng ơi, làng ơi, ta đã về. Và cả dân làng chạy ra, anh chàng tò mò không hiểu là tại sao mà cả dân làng lại chạy ra. Hóa ra là anh nói chưa chuẩn LL và bản thân anh cũng không phân biệt được là anh nói chuẩn hay không chuẩn LL. Vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến nói không chuẩn LL? Thì các bạn sẽ biết là một số vùng ở miền Bắc chúng ta thì do cái môi trường và do cái cách phát âm của chúng ta, cái thói quen từ bé cho nên dẫn đến chúng ta nói không chuẩn LL. Vậy khi nói không chuẩn LL nó gây ra những hậu quả gì? Thì Cúc sẽ giới thiệu hai anh chị học viên của Cúc sẽ chia sẻ và Cúc sẽ cùng hướng dẫn các anh chị đó làm thế nào để nói chuẩn LL trong vòng 21 ngày. Đấy. Và chúng ta sẽ giao lưu với hai anh chị ấy ạ. Xin mời. Xin chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị em đang xem chương trình của Diễn giả Hoàng Thu Cúc. Tôi tự giới thiệu, tôi là Dung Trần, Giám đốc Học viện Dung Trần Hair Academy. Và chia sẻ thật với quý vị là Dung Trần là một người chuyên làm đào tạo, nhưng mà cái vấn đề nói không chuẩn làm cho Dung Trần không thể nào tự tin được, bởi vì trước đám đông, đứng trước đám đông 200-300 người mà những cái câu mình nói nó không được chuẩn, đôi khi mình biết được điều đó nhưng mình không sửa được. Và Dung Trần rất vui và cảm thấy mình là may mắn, tự hạnh phúc ấy ạ. Bởi vì khi gặp được diễn giả Hoàng Thu Cúc thì Dung Trần đã nhận ra một điều rằng là bắt buộc Dung Trần phải luyện. Cảm ơn diễn giả rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Dung Trần. Còn anh thì sao ạ? Anh gặp vấn đề gì khi nói NL? Xin chào bạn, mình là Văn Phụng. Mình gặp Thu Cúc đây, mình được Thu Cúc đến để giao lưu học hỏi về phát âm NL. Mình rất muốn học hỏi về để phát âm ra ngoài nói cho tự tin hơn và về nhà dạy con cái cho được chuẩn hơn. Khi giao tiếp thì bạn bè sẽ không trêu mình nữa, đúng không? Vâng. Trước đây anh có nói rằng là anh hay bị bạn bè trêu bởi vì mình nói không chuẩn, đúng không ạ? Vâng. Không chuẩn LL. Vâng. Ví dụ như khi mình nói là quê tôi ở Hà Nội, đúng không? Vâng. Thì cả lớp cười. Vâng, thưa quý vị, là trong giao tiếp hay là trong thuyết trình trước đám đông, khi mà bạn nói không chuẩn LL thì nó rất nhiều hậu quả. Đấy, và làm cho cái cảm xúc của khán giả có thể bị thay đổi nếu chúng ta nói không chuẩn. Vậy làm thế nào để nói chuẩn NL thì Hoàng Thu Cúc sẽ hướng dẫn các anh chị một số kỹ thuật cơ bản. Và anh chị thực sự muốn nói chuẩn NL chuyên sâu thì các anh chị hãy tham gia hành trình 21 ngày cùng với Hoàng Thu Cúc và các anh chị. Hoàng Thu Cúc sẽ hướng dẫn các anh chị.